Mã số là 192 nha. 192 là một cụm Hải Châu. Một cụm Hải Châu nha. Cụm Hải Châu khủng luôn. Rồi cụm này có tổng hoành đo được là 57 nha, tổng hoành đo được 57. Cái hoành thân bên này đo được là 16 nè, cái hoành thân bên này đo được là 42. Cây cao nha, cây cao là cao đến đầu thân chính là 29, đang nằm cái bầu là 34. 34 nhân cho 35 nha. Và cái bầu này có cái chiều 34 nhân cho 38. 34 nhân 38 nha, cây form thiên nhiên luôn. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 2 triệu rưỡi bao ship nha. 2 triệu rưỡi bao ship luôn cho cụm Hải Châu lá nhỏ này luôn nha. 192. Mã số 192 nha. 2 triệu rưỡi bao ship. Cây này về mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời luôn đó nha. Về bây giờ về mình chỉ lấy máy mình bo mấy cái đầu lại nữa là ok thôi. Đó. 192. 2 triệu rưỡi bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. 192. Hải Châu nha. Rồi nhà vườn xin qua cụm này luôn, nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn nha.